Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 5.742 người thuộc hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và 10.559 người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với tổng số tiền trị giá trên 7,9 tỷ đồng. Qua đó, giúp người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt gánh nặng về chi phí khi không may bị ốm đau. Cùng thời gian này, toàn tỉnh có 5.105 lượt người nghèo khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 12,8 tỷ đồng, trên 7.566 lượt người thuộc hộ cận nghèo khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế với số tiền gần 11,5 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và kế hoạch số 48 của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vi phạm hành lang các công trình giao thông thủy lợi, ngày 18 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh tổ chức cưỡng chế phá dỡ 28 công trình xây dựng trái phép trên đất canh tác, chiếm đất do Ủy ban Nhân dân thị trấn quản lý tại khu cửa quán thôn Minh Khai. Các trường hợp vi phạm chủ yếu tự ý xây dựng công trình với quy mô nhà tạm lán xưởng sản xuất, dựng cột căng bạt, nhặt hàng, kho chứa hàng lán tạm, thu mua phế liệu. Tổng diện tích giải tỏa là trên 7.100 m². Trước khi cưỡng chế, Ủy ban Nhân dân thị xã Như Quỳnh thông báo tuyên truyền vận động các hộ cá nhân có vi phạm tự giác tháo dỡ công trình. Qua đó, cơ bản, các trường hợp vi phạm tự giác cao thực hiện tháo dỡ phần mái và di chuyển hàng hóa nguyên vật liệu ra khỏi vị trí vi phạm. Tuy nhiên, các hộ chưa thực hiện phá dỡ triệt để. Với sự chỉ đạo quyết liệt, thị trấn Như Quỳnh tập trung lực lượng thực hiện cưỡng chế phá dỡ toàn bộ phần công trình còn lại đối với các trường hợp vi phạm. Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, thị trấn giải tỏa được 37 trường hợp vi phạm, hiện còn 194 trường hợp vi phạm cần giải tỏa. Địa phương có kế hoạch tiếp tục thực hiện từ nay đến tháng 12 năm 2024. Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, thu giữ khoảng 1,1 kg vàng. Trước đó, trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra kiểm soát đối với hành lý hành khách nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, tổ kiểm soát của chi cục hải quan cửa khẩu Lao Bảo, cục hải quan Quảng Trị phát hiện ông BDH 59 tuổi, ngụ tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Có nhiều biểu hiện nghi vấn, qua kiểm tra phát hiện bên trong quần dài của ông BDH đang mặc có một túi vải caro màu nâu được buộc quanh thắt lưng. Bên trong túi vải này có 9 miếng kim loại màu vàng hình bổ dục. Kết quả đấu tranh ban đầu, ông BDH khai nhận 9 miếng kim loại màu vàng nêu trên là vàng do ông khai thác tại Lào. Qua giám định, lực lượng chức năng xác định 9 miếng kim loại màu vàng nêu trên đều có kim loại vàng au với hàm lượng kim loại vàng trung bình 93,9%, tổng khối lượng là 1.167,08 g, tổng giá trị tang vật vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng. Hiện hồ sơ tang vật vụ việc đã được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hướng Hóa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Mới đây, công an huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đang điều tra xác minh vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 500 triệu đồng. Trước đó, bà L, sinh năm 1951, hộ khẩu thường trú Phú Xuyên, Hà Nội, có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng nói bà có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu bà chuyển tiền để xác minh. Do lo sợ nên bà L đã chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó, bà L kể lại với người thân trong gia đình thì mới biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác sập bẫy của các đối tượng. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu để làm việc với người dân. Cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Ngọc Thuận, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo 09, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Võ Sĩ Lực, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam và Trần Thoại, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Từ một bài đăng kêu gọi quyên góp hỗ trợ, câu chuyện giảm cân đến suy nhược cơ thể của Bùi Thị Thu Hương, sinh năm 1998, quê xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Theo thông tin trên bài đăng, Thu Hương từng là cô gái xinh xắn có tiếng trong làng, tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó. Do giảm cân không đúng cách, Thu Hương ngày càng gầy rộc, chỉ còn da bọc xương. Hiện tại, ở tuổi 26, Thu Hương chỉ nặng vỏn vẹn 18kg, cao 1m55. Gia đình Hương có nghe qua về việc Hương muốn giảm cân và phương pháp giảm cân là từ hạn chế đến tuyệt đối không ăn cơm, chỉ ăn rất ít đồ ăn lặt vặt. Gia đình đã khuyên nhủ từ bỏ cách giảm cân thiếu khoa học này, song Hương không nghe theo. Năm 2022, trước một lần chở em đi học về, Hương đã bị ngã xe máy, phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị hơn một tuần. Kể từ sau đó, Hương càng sút cân trầm trọng. Mặc dù vẫn tỉnh táo, minh mẫn, nhưng cơ thể bị suy nhược, không thể tự chủ các hoạt động sinh hoạt cá nhân. Mọi việc như ăn uống, tắm rửa, đi lại, Hương đều phải nhờ bố mẹ hỗ trợ. Cách đây không lâu, Hương không may bị ngã trong lúc đi lại, bị chấn thương sọ não, phải điều trị tại bệnh viện, hoàn cảnh kinh tế của gia đình rất khó khăn.